Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn học cái chữ của nhá. Đây là một chữ có đại từ xưng hô để cho nên là cũng giống như cái chữ nỉ, mình cũng vẫn phải học được cái nét này. Đầu tiên mình viết một nét phải nằm, ngang dài, sổ móc, hất như thế này. Rồi, điểm khởi bút là nét nghiêng móc tiếp theo. Phẩy vào đây, chấm như này nhá. Chấm này. Đó, hình dáng của chữ ủa nó sẽ như thế này này, các bạn quan sát một lần này. Và nét chữ ủa này nó chính là nét nghiêng móc. Lúc này chúng ta sẽ không giống như viết giống như nét ngang nghiêng móc là đặt bút ở cái đoạn đầu là cái đường kẻ dọc, mà các bạn sẽ phải viết nó ở chỗ này. Nghiêng nhẹ như thế này này. Đấy, khi viết biến thể nó sẽ được viết hơi dựng lên trên một tí như thế này. Tuy nhiên đơn nét này nó sẽ được viết như thế này. Đấy. Kéo một nét chấm nhá, xong mà nhấn vào cái phần nét chấm đấy như này, không có hồi phong này đâu. Kéo nghiêng từ trên xuống phía dưới nó có hơi có một chút cung độ như này được. Rồi tiếp theo mình sẽ phân tích lại chữ ủa này nhá. Các bạn nhìn này, cái phía tay trái nó sẽ có cái nét phải nằm như này. Ngang dài, sổ xuống phía dưới và hất như thế này. Hay các bạn thấy được là cái phần thì các bạn thấy cái phần ở phía tay trái nhá, có cái nét phải nằm này, ngang dài này, hất này, móc này. Những cái tỉ lệ này bắt buộc phải viết đều nhau cho mình vì khoảng cách. Bắt buộc phải viết khoảng cách đều nhau nhé. Tiếp theo vế tay phải thì các bạn chú ý này. Đây là một nét ngang ngắn này. Nghiêng. Và đây là một... Đánh cho mình nét phẩy vào đây. Và đây là một nét chấm. Đây là bộ qua nhé. Và yêu cầu tất cả các bạn, bắt buộc các bạn phải viết là cái nét phẩy ngắn này nó phải nằm ở giữa nét nghiêng móc này. Các bạn hình dung ra chưa? Tỉ lệ của nó nhé. Đó là cái nét ngang nó chỉ ở phần bên trên thôi. Đừng bạn nào hiểu nét ngang nằm ở giữa nhé. Nét nghiêng móc này, cái nét phẩy này mới là nét nằm ở giữa cái nét nghiêng móc màu xanh này. Đấy, nó nằm ở giữa các bạn nhé. Rồi, thế thì bây giờ các bạn thấy được rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy này. Yêu cầu tất cả các bạn, các bạn thấy cái chữ của mình viết nó ở giữa được chưa? Ví dụ như có viết thấp xuống phía dưới thì nó chỉ xem xem một tí thôi. Các bạn nhìn lại nhá, chữ của viết trong gọn trong mọi ô này. Đầu tiên chúng ta viết một nét phẩy nằm. Phẩy nằm như thế này. Ngang dài nhá. Ngang dài nó đã nằm ở trên đường kẻ ngang nhé. Đừng bạn nào viết ở dưới đường kẻ ngang. Sổ xuống phía dưới này. Thì các bạn sổ móc điểm khởi bút này nó sẽ chạm vào nét phải nằm hoặc không chạm cũng được. Hất cao lên trên như này. Xong về tay trái nhé. Về tay phải các bạn, điểm khởi bút của nét nghiêng móc này sẽ cao hơn so với nét phải nằm này. Chỗ này. Nghiêng xuống phía dưới và bật móc lên trên thì phần móc sẽ được viết thấp hơn so với sổ móc này. Đấy, nằm ở giữa cái nét nghiêng móc vào cho mình nhé. Cho nên phẩy này các bạn đừng đánh tụt xuống phía dưới. Các bạn đừng đánh xuống phía dưới chỗ này. Các bạn phải đánh tụt lên trên. Đánh cao lên trên một tí. Tức là cái đầu của nét phẩy ngắn này nó gần như chạm với nét ngang này. Chúng ta đo này. Nghiêng móc này sẽ thấp hơn so với nét sổ. Cho nên các bạn viết trong một cái ô nó chật hẹp thì các bạn cần phải chú ý là sổ móc sẽ được viết ngắn lại nhá. Và chúng ta thấy vế là nét chấm mình gọn này. Nó gọn như này này. Đó. Và bên này cũng gọn như này. Cho nên nét ngang dài chúng ta không viết nó dài nữa nhá. Không được viết dài hẳn ra, không được viết dài ra như thế này. À, thì lúc này nó sẽ bị thừa hai đầu. Cho nên các bạn sẽ đón đầu nó là các bạn sẽ viết ngắn lại cho mình nhé. Tiếp theo đó là chữ vũ này. Đây nhá, ngang ngắn này, ngang dài nhá. Ngang dài dài hơn so với vượt qua khỏi ô ly này một chút này. Thẳng hai cái nét ngang này xuống phía dưới là một nét sổ. Hất sổ đây đây, sau đó mà hất từ dưới hất lên trên như này này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ kéo một nét nghiêng móc ở đây, nghiêng xuống phía dưới, bật nhưng móc này phải thấp hơn so với cái thằng hất này nhá. Một nét chấm ở đây. Chữ vũ họ vũ. Thì cái nét nhưng móc này sẽ là nét được ưu tiên mà. Cho nên nó sẽ được viết thấp hơn so với những cái nét đứng cạnh nó. Anh nhá. Và các bạn đừng viết, các bạn còn sai tỉ lệ. Tiếp theo cái chữ u ở đây các bạn thấy là cái nét phẩy nằm và nét nhưng móc này các bạn đừng viết nó sạng ra như thế này. Đó, nó sạng ra như này các bạn thấy chưa? Các bạn thấy là vấn đề là chữ của bây giờ nó không bị mập mập như này chưa? Thế thì bây giờ thì mình viết là nó sẽ phải thon gọn, tức là cái nét nghiêng móc này nó phải ở cái đoạn giữa cái đoạn đầu đường cái dọc này. Kéo xuống phía dưới đây này thì nó nét chữ nó sẽ bóp nhỏ lại, nó sẽ thu gọn lại. Đúng chưa? Thì cái khoảng cách của nét phải nằm và nét nghiêng móc này nó phải gần với nhau một chút. Nó không chạm vào nhau, nó không va chạm vào nhau, nhưng nó sẽ có khoảng cách một chút xíu là được. Còn ở đây chúng ta sẽ có một cái khoảng cách rất là lớn như này, nó sẽ mập. Nhìn chữ nó sẽ bị mập, nó sẽ bị rộng ở cái phần thân nét ra, thân chữ ra. Các bạn hình dung được ra chưa? Nào, các bạn cố gắng viết cho mình nhá. Và các bạn sẽ tiếp tục xem những cái video phần phía dưới nữa. À, một bài học của chúng ta học bao nhiêu nét nào? 4 nét, 5 nét. Có bài học 6 nét. Và mỗi một nét mình sẽ yêu cầu các bạn viết một chữ Hán. Hoặc ít nhất là 2 chữ. Còn không thì về nhà các bạn viết cho mình cái bộ qua này nhá.